Chương trình sách đọc online giới thiệu tác phẩm Lời kinh trong lòng bàn tay, trích trong cuốn sách Cuộc sống nhìn từ ô cửa thiền, tác giả Vô Thường. Lời kinh trong lòng bàn tay 87. Chọn điều thiện lành để sống bao giờ cũng là một sự chọn lựa khó khăn. Khi sự lựa chọn đó chưa mang lại kết quả, nhiều người nghĩ là khổ, là thiệt thòi, là chọn lựa sai. Mãi khi lựa chọn đó mang lại kết quả, họ mới biết đó là lựa chọn cho hạnh phúc bền vững. Có lẽ ai cũng từng chờ đợi không nổi mà bỏ cuộc, mỏi mòn quay đi, chờ nụ cười thật hiền của mình chạm đến được lòng người, chờ sự chân thành quả lấp được những toan tính trong lòng của ai đó, chờ từng bước chân nối nhau để đi hết con đường dài, chờ người trở về, chờ người đổi thay, chờ ngày viên mãn. Thứ bền vững là thứ chạm đến được lòng người. Điều còn ở lại là điều lấp đầy được lòng người. Hạnh phúc thật sự là hạnh phúc không làm tổn thương đến niềm vui trong lòng người khác, mà lòng người lại quá sâu rộng và luôn là thứ dễ bị tổn thương nhất. Khi bỏ cuộc trách lòng người quá sâu rộng hay trách mình chỉ có được chút tình không đủ để lấp đầy. Khi quay đi trách lòng người dễ bị tổn thương hay trách mình chưa đủ từ tâm nên còn làm người tổn thương. Lời kinh trong lòng bàn tay 88. Những kẻ chỉ thích sống trong cảnh phù hoa, chưa từng nỗ lực làm chủ bản thân, ta nói kẻ đó như chiếc cành mềm, sẽ bị giông gió trong cuộc đời làm chao đảo. Cơn gió từ thế giới phù hoa, từ muôn đời nay chưa bao giờ dừng thổi. Có những chiếc cành mềm lay lắt. Khi không còn giữ nổi tâm bao dung để có trái tim rộng rãi, người ta bị những hẹp hòi từ cuộc đời làm khổ. Như chiếc lưới nhỏ giữ lại hết những điều vụn vặt ngang qua, không buông bỏ được. Đến một ngày nặng nề không chịu nổi mà rách nát bởi chính những vụn vặt của mình. Trái tim càng bé nhỏ càng dễ bị tổn thương bởi những điều bé nhỏ. Khi không giữ được yêu thương cho ánh mắt, người ta bị những tàn phai, những đổi thay từ cuộc đời làm khổ. Có người vì thương nên không dám quay lại nhìn một nơi đã đổi thay. Có người cũng vì thương nên vẫn ở lại dù nơi đó đã đổi thay như thế nào. Khi không còn giữ được hơi ấm cho đôi tay, người ta bị những lạnh nhạt từ cuộc đời làm khổ. Nhìn đôi tay lại nhớ những điều đã mất đi, rồi thấy đôi tay mình lạnh. Khi không còn giữ được chân thành cho lời nói, người ta bị những lời ác từ cuộc đời làm khổ. Những sân si, những lời thô ác từ cuộc sống đôi khi chỉ chờ một lời nói không chân thành mà tràn về. Khi không giữ được sự cảm thông để đôi tai biết lắng nghe, người ta bị những ồn ào từ cuộc đời làm khổ. Do không lắng nghe được sự yên lặng phía sau những ồn ào, cơn gió từ thế giới phù hoa,
từ muôn đời nay chưa bao giờ dừng thổi, chỉ chờ một lần quên khép cửa rồi len vào. Chương trình Radio Cà Phê Sáng xin được kết thúc tại đây. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio một ngày mới tràn đầy năng lượng và thành công.